Vâng, và tất cả các bước để thực hiện chiếc iPhone và nguyên khối đến kim cương đã hoàn tất. Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ... Nặng quá, quên. Cứ kiểu quen như cái iPhone bình thường. Rất nặng nha. Bình thường chiếc iPhone nó đã nặng rồi, và chiếc iPhone bằng khối này nó nặng hơn gấp đôi chiếc iPhone bằng thừa ban đầu. Và Kỳ Lăng lột cái màn hình cho quên xem. Wow, nặng quá nặng. Và bây giờ quý khách hãy xem Kỳ Lăng mở nguồn lên nha. Đây, wow, nguyên quả táo lên rồi, đẹp quá, tuyệt vời, toàn bộ là vàng hết, đến kim cương nên phím bấm, tất cả phím bấm. Có chỗ cây sim là Kỳ Lăng không làm kim cương nha. À, bây giờ Kỳ Lăng sẽ đặt ti. Vâng, xin mời quý khách hãy xem Kỳ Lăng đặt ti chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max bản maximum 1T full vàng khối đính kim cương. Và mình sẽ chọn tiếng Việt nếu ở Việt Nam. Nếu biết xài tiếng Anh thì mình chọn tiếng Anh. Bây giờ Kỳ Lăng chọn tiếng Việt. Ok, quốc gia Việt Nam. Ok, thiết lập thủ công. Tiếp tục. Chọn wifi là do Kỳ Lăng Luxury, mật khẩu là 0901 247 247. Đó chính là số hotline của Kỳ Lăng Luxury luôn, cũng là số Zalo. Có thể mất vài phút để kích hoạt iPhone của bạn. Đây là một con dữ dằn hơn. Tất cả mọi chi tiết xung quanh đều là vàng nguyên khối hết, đến toàn bộ là kim cương full luôn. Không có một chỗ nào là trừ mặt kính màn hình và mặt kính phím thôi. Còn lại tất cả mọi chỗ đều là vàng nguyên khối và đính kim cương, ngoại trừ màn hình, mặt kính màn hình thôi. Và mặt kính bằng phím là Sophia nguyên khối hết, còn full vàng. Mình đặt ti sắp xong rồi. Đây, tiếp tục. Này thiết lập sau nha, Face ID không cần. Bắt buộc phải đặt mật khẩu ha. Thì chọn được không? 4 số cho nhanh ha. 1, 2, 3, 4. Nhớ nha. Nhập lại mật mã của bạn. 1, 2, 3, 4. Ok. Rồi, quá trình đặt ti đang dần dần hoàn tất. Ở đây là một cái máy Kỳ Lăng mua mới 100% và làm vàng khối đến kim cương theo cầu của khách hàng. Và chiếc điện thoại này chưa đặt ti luôn. Và Kỳ Lăng làm clip này để đặt ti để cho khách hàng xem, nên là sẵn tiện quay clip luôn. Cảm ơn quý khách đã cho Kỳ Lăng làm điều này. Một lần nữa Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn khách hàng đã đồng ý cho Kỳ Lăng đặt ti chiếc điện thoại mà cực kỳ đẳng cấp này. Khôi phục từ bản sao lưu không cần hết, không chuyển ứng dụng và dữ liệu. Ok, bắt đầu đăng nhập vô rồi. Bên đây nó hay ha, nó có dữ liệu, di chuyển dữ liệu từ Android nè. Kỳ Lăng ít có dùng iPhone nên hôm nay thật sự luôn là từ lúc iPhone ra đời đến giờ thì Kỳ Lăng chưa từng xài một cái nào. Chỉ có lâu lâu bạn bè hay là người thân cầm thì cầm coi thử thôi, chứ còn chưa có dọc về iPhone. Và hôm nay động lực kích thích mình đó chính là cầm một con iPhone bằng nguyên khối đến kim cương. Nó kích thích quá nên bắt đầu mình mới cầm và mình trải nghiệm, mình dọc đó. Rất là giống như là lần đầu tiên mà trải nghiệm iPhone vậy đó. Tại vì trước giờ cầm thì cũng có cầm rồi, bấm thì cũng bấm rồi, nhưng mà không có mò, không có dọc, và cũng chưa ạc ti chiếc iPhone lần nào. Và bây giờ lần đầu tiên ạc ti với iPhone. Đây là một máy mới hoàn toàn, làm cho khách hàng đặt hàng theo yêu cầu. Và xong đó, xong sản phẩm xong thì khách hàng cho phép Kỳ Lăng đã ạc ti để làm clip này cho khách xem luôn. Tạm thời thì mình sẽ thiết lập sau, cho nên là không có cài email cũng như không có cloud, không có mật khẩu mật thiết gì
tài khoản gì hết, chỉ mật khẩu khởi động máy đấy thôi, còn lại là không có dùng tài khoản gì hết. Và nên là ở đây Kỳ Lân sẽ không có chọn sử dụng, không sử dụng ID Apple luôn. Mình thiết lập sau trong cài đặt để vào Acti luôn, cập nhật iPhone của bạn. Ok, dịch vụ định vị tắt định vị luôn. Ok, thiết lập nói chung là mình Acti cho quý khách xem thôi nên không có cài đặt gì hết, và tất cả mọi cái Kỳ Lân sẽ để vào thiết lập trong cài đặt sau, không chia sẻ được hết. Sáng đi. Ok rồi, chào mừng bạn đến với iPhone vàng nguyên khối đính kim cương iPhone 13 Pro Max 1T. Vút lên thì bắt đầu. Ok, và như vậy Kỳ Lân đặt đi xong. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ làm một cái sự so sánh về trọng lượng của một chiếc iPhone 13 Pro Max thường và một chiếc iPhone 13 Pro Max full vàng khối đính kim cương. Và bây giờ đầu tiên theo nhà sản xuất công bố thì chiếc iPhone 13 Pro Max thường thì bản thường này thì trọng lượng của nó là 240g. Ok, căng đi em. Và cái này hình như có dán, đúng rồi, có dán kính cường lực rồi, cho nên là có thể là xê dịch hơn một chút xíu nha. Kỳ Lân căng thử là nó đúng không. Vâng, 243g thì nhà sản xuất 240 là công bố thì có dán cường lực, thành ra là 243. Ok, hợp lý. Vậy bây giờ mình sẽ căng thử cái trọng lượng của chiếc iPhone vàng khối bản đặc biệt này, vàng nguyên khối đến kim cương này, nó sẽ là như thế nào. 397 là nặng hơn gần gấp đôi, nặng hơn gần gấp đôi, chưa gấp đôi được, gần gấp đôi thôi, cầm rất là chắc chắn và đã, quá đẹp. Kỳ Lân là một người trước giờ không thích xài iPhone, mà hôm nay Kỳ Lân đã thành phẩm sản phẩm này cho khách hàng và chắc chắn rằng Kỳ Lân sẽ chuyển sang dùng một con iPhone như thế này. Và quý khách nào muốn dùng giống Kỳ Lân luôn thì hãy đặt Kỳ Lân. Khi mà quý khách nào đặt sản phẩm bằng vàng của Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ tặng cho những cái khăn để lau vàng, chuyên để lau vàng thôi. Lau một cái là nó bóng lưỡng. Khăn này thì nó có chất để mà kết connect với những cái chất liệu bằng vàng, lau rất là sạch và nó bóng. Và riêng sản phẩm này Kỳ Lân có hứa tặng khách hàng là Kỳ Lân sẽ làm một cái bao da, hay đúng hơn là một cái bóp để đựng điện thoại, và chất liệu da cá sấu độc bản. Kỳ Lân sẽ gửi mẫu da cho khách hàng đó chọn mẫu, và Kỳ Lân sẽ chọn những cái mẫu, gửi những cái mẫu nào da nào mà độc bản Kỳ Lân sẽ gửi. Đây là cái sản phẩm mới vừa hoàn thiện, cho nên là sau khi hoàn thiện xong và Kỳ Lân sẽ tiến hành làm cái bóp đựng điện thoại. Thì đây là một cái bóp đựng điện thoại khác, đựng điện thoại Bluetooth cảm ứng, nên Kỳ Lân chỉ demo trong clip này thôi. Và cái bóp đó Kỳ Lân đang trong tiến hành làm, đang trong quá trình làm hoàn tất, gần xong rồi thì chắc chắn khi xong thì Kỳ Lân sẽ làm một clip kết hợp chính cái điện thoại này vào đúng cái màu da đó, để khách xem là khách hàng đã chọn cái màu da hay là Kỳ Lân đã tư vấn màu da nào và thiết kế kiểu như thế nào và nó đẹp như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ demo tạm thời nha. Đó, cái này thì to hơn bởi vì cái Bluetooth cảm ứng kia X27 nó to lắm, cho nên là Kỳ Lân sẽ làm nó phù hợp chuẩn cho cái điện thoại iPhone này luôn. Sẽ bỏ điện thoại vào đây, một bên là mình sẽ bỏ tiền, bỏ thẻ ATM, bỏ giấy tờ gì cũng đây cũng được, bỏ tiền giấy tờ, thẻ ATM. Đây khăn ngăn này mình bỏ ATM nè, ATM là thẻ thiết gì mình thích để mình để rất là nhiều luôn. Đây mình để tiền cũng được, đây để tiền 200, đây để tiền 500, đây để tiền lẻ, rất là hợp lý. Điện thoại bỏ vào đây. Thì cái màu da này thì do quý khách chọn, Kỳ Lân có rất nhiều màu da, ví dụ như da này, ví dụ như quý khách muốn chọn da nào thì Kỳ Lân sẽ có da đó cho quý khách đáp ứng. Tất cả những đồ da limit độc bản, cụ thể là Kỳ Lân sẽ gửi những con cá sấu như thế này, màu sắc những con như thế này, màu sắc cụ thể quý khách việc chọn màu thôi, và Kỳ Lân sẽ ra thành phẩm sản phẩm theo cầu cho quý khách. Kỳ Lân đã giới thiệu hoàn tất từ khâu nhận sản phẩm, nhận hàng, nhận làm cho khách hàng và tiến hành thiết kế
cũng như là tặng logo và bắt đầu tháo máy và làm vàng và ráp máy, và công đoạn cuối cùng là thành sản phẩm như thế này. Rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ, chân thành cảm ơn tất cả quý khách đã bỏ thời gian của mình ra để xem clip của Kỳ Lân, dành thời gian cho Kỳ Lân để mà Kỳ Lân được chia sẻ những cái sản phẩm của mình với tất cả quý khách. Một lần nữa Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc cũng như cuộc sống, và để có nhiều thời gian đến với Kỳ Lân Luxury để chiêm ngưỡng cũng như tận hưởng sở hữu những cái sản phẩm độc bản limited cho bản thân mình, tạo nên phong cách của mình. Để theo dõi tất cả thì quý khách hãy ủng hộ bằng cách đăng ký, subscribe tất cả những cái hệ thống mạng xã hội trên website của Kỳ Lân Luxury như là YouTube, Facebook, Fanpage, Zalo. Mọi chi tiết thì quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com hoặc có thể là gọi cho hotline 0901 247 247, số đó có cả Zalo. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.